Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 3 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 cho đến 21 độ. Các địa phương Quảng Yên, Uông Bí và Đông Triều thuộc khu vực miền Tây của tỉnh dự báo thời tiết cũng khá thuận lợi cho bà con lao động sản xuất. Trời không mưa, trưa chiều giảm mây có nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 cho đến 21 độ. Còn khu vực thành phố Hạ Long, một trong những trung tâm du lịch thương mại lớn của tỉnh, dự báo đêm nay và ngày mai không mưa, trưa chiều có nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ giao động từ 16 cho đến 21 độ. Ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cũng như các địa phương khác trong tỉnh, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Như vậy thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai phổ biến nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh sẽ có cường độ ổn định dần, nền nhiệt trong đêm nay ở Bắc Bộ duy trì ở ngưỡng từ 15 cho đến 18 độ. Riêng vùng núi nhiệt độ thấp hơn. Sang ngày mai nhiệt độ sẽ tăng nhẹ so với ngày hôm nay từ 1 đến 2 độ. Dự báo ở phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 19 cho đến 22 độ. Trong khi đó ở phía tây nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ ở ngưỡng từ 20 cho đến 23 độ. Riêng khu tây bắc là có nhiệt độ cao hơn. Không khí lạnh mạnh với đới gió đông bắc thổi tương tác với địa hình chắn gió của dãy Trường Sơn tiếp tục gây mưa cho các tỉnh thành miền Trung. Dự báo đêm nay và ngày mai, vùng mưa sẽ thu hẹp ở phía bắc nhưng lại có xu hướng lan hơn xuống phía nam khu vực Nam Trung Bộ còn chịu tác động của nhiễu động từ ngoài biển vào. Vì thế mưa sẽ trải dài suốt từ Nam Hà Tĩnh cho tới tận Bình Thuận. Cục bộ có những điểm mưa vừa, thậm chí là mưa to. Do mưa giảm nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tăng lên ngưỡng từ 19 cho đến 22 độ. Từ Quảng Bình trở xuống đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 22 cho đến 24 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng giảm xuống mức từ 26 cho đến 29 độ. Cũng chịu tác động của nhiễu động từ ngoài biển vào. Vì thế, trong đêm nay và ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên dự báo trời nhiều mây hơn. Riêng khu vực Nam Bộ và một số nơi thuộc phía Nam của Tây Nguyên sẽ xuất hiện mưa rông trái mùa và chiều tối. Trong cơn rông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức lưu ý nền nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên phổ biến từ 29 cho đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ là từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng gió mạnh tiếp tục duy trì trên nhiều vùng biển. Cụ thể, ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét vùng biển Trung Bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây, huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét.